Nếu anh em mà sử dụng đèn để đi ban đêm và sử dụng cho việc bắt cá đánh bắt hoặc là đi biển, đi tàu ghe, đi tàu xuồng á, thì hoặc đi xà lan á, thì cần những cái đèn pin trâu, pin dài á, thì đây là có thể là sự lựa chọn nha. Thì mình có một sản phẩm mình review cho anh em, và nếu sản phẩm chất lượng thì mình sẽ gắn link có thể giúp anh em mua được cái sản phẩm chất lượng và giá cũng phải chăng ha. Đầu tiên thì mình sẽ khui cái hộp của em đó ra nè, và chữ này chữ Hoa nha, hàng nội địa Trung, và chưa chữ led đầu tiên mình thấy là khá là to ha, và mã của nó là XG918 với dung lượng pin khá ấn tượng với là 10.000 mAh. Như vậy là 4 cục 18650 được ráp lại với nhau thì tạo ra một cái khối pin 10.000 mAh nha. Rồi, bây giờ mình khui hộp ra nha các bạn. Cái hộp cũng khá là chắc chắn nha. Rồi, đầu tiên mình thấy nó cộng dây nha. Cộng dây này là hai cộng luôn nha. Với tông là tông đen, cam và tông cam, xanh. Và cộng nào các bạn thích, các bạn có thể gắn vào để xài ha. Và đầu tiên nó không gắn cho chúng ta, mà chúng ta phải tự gắn nha. Đó, để rời như thế này. Và có một cái... Và sợi dây này có cả sợi kèm theo nè. Như màu cam nè các bạn. Và chất liệu của nó không phải là chất liệu vải bình thường, mà nó là vải thun. Mà có thể co giãn cái đàn hồi khá là tốt và được thêu lên khá đẹp nha. Chữ ghi chữ LED đây nè. Nó LED đổi đầu. Và có cả thân đưa thì chúng ta có thể tháo để nới ra hoặc là gắn chặt vào vẫn được ha. Và adapter này khá đặc biệt. Theo mình thấy adapter này có một điểm đặc biệt ở chỗ là cái jack của nó không phải là jack thường nha anh em. Và dòng của nó là dòng 2A, 5V 2A nha. 4.2, đúng 2V và 2A. Và đầu nó là đầu hai lỗ và nó là dẹp. Khá là lạ, đặc biệt lắm ha. Nó hầu như trên thị trường mình chưa bao giờ thấy cái đàn jack lạ như thế này. Nó ấn tượng nha. Và do đó các bạn phải giữ thật kỹ cái adapter sạc này nhé. Mất là coi như là thua đó, không có sạc được nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy lấy cái phần chính ra nha. Đầu tiên chúng ta rút cái bịch xốp ra đã. Và được bọc khá là kỹ nha. Ở trong đây có cái gì đây? Mình thấy có một nút cao su. À, cao su này, cái vị trí này để giúp cho đèn tránh trường hợp bị cấn á. Các bạn hiểu không? Là khi chúng ta vận chuyển á, có thể cấn vào cái nút đèn này làm cho đèn tự sáng lên, sẽ hao pin. Vì đó nhà sản xuất đã cố tình đệm hai cái ron cao su này để tránh trường hợp bị cấn để ấy đèn. Vì đó hai cái ron cao su này sau khi mua thì chúng ta có thể vứt đi cũng được, không sao ha. Đầu tiên nhìn kết cấu của nó màu bạc khá là mạnh mẽ nha. Ở trong đây thì có hai miếng lọc là miếng màu vàng, miếng màu xanh ha, phù hợp với hai công việc. Thường thường màu xanh đó các bạn đi đi biển, đi công việc mà sử dụng để cảnh báo đó. Còn màu vàng thì chúng ta hay đi sông nước, anh em hay đi soi nước á, sơ cá đó, đấy cũng tùy công việc của anh em. Và cái màu trắng ha, cái đèn màu ánh sáng màu trắng á, thì là mặc định của nó. Còn màu lọc á, hai kính lọc kèm theo khá là hay ha. Đó là tận dụng cho anh em có thể một cái đèn mà được tới ba ánh sáng khác nhau nữa, trắng, xanh và vàng luôn. Và đây cái mã XG9158 nè anh em. Đấy, tất cả chữ Hoa hết, mình chỉ hiểu được cái chữ XG9158 thôi. Đấy. Và phần body của nó là bằng nhựa nha, nhựa ABS rất là chắc chắn nha, được sơn bạc. Chỉ có phần kim loại là phần chóa đèn thôi. Toàn bộ cái khu vực từ cái đèn trở lên á là kim loại hết, còn ở phần thân á là nhựa ABS và chống nước ABS 6 luôn nha. Chống nước đến mức độ khá là cao. Chúng ta có thể đi mưa nha. Đi mưa và có thể nhiều khi chúng ta có thể té nước chút xíu vẫn được, nhưng mà đừng có để mà ngâm nước hoàn toàn nha. Nước rất là dễ vào bên trong. Đó, rồi, đây là chip LED của nó ha. Anh em thấy nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà chip LED á nó cũng ngang ngửa với 1122 là cái đèn cầm tay là mạnh nhất hiện nay đó. Thì cái chip LED này có thể nói là đỉnh luôn. Nói về đèn đổi đầu thì cái dòng XG9158 mình nói là nếu vị trí thứ hai thì không có đèn nào dám nhận vị trí thứ nhất nha. Cái đèn này mình không phải là quá khen, nhưng phải nói là anh em đã từng mua rồi mình đã chia sẻ với mình và mình chỉ biết review lại. Và mình thấy là nó cái chóa đèn mình ấn tượng lắm ha. Ở đây là kính lọc màu xanh nè, kính lọc màu xanh và kính lọc màu vàng ha. Khi mua về anh em nhớ tháo cái bịch, cái miếng màng ni lông ra cho nó đẹp nha. Rồi, nói được cái phần kèm đổi đầu nè, cái phần đổi đầu rất là hay nha, màu xanh này nè. Nó có điểm ấn tượng tại vì cái đệm bằng cao su mềm, nó giúp cho anh em đổi đầu trong thời gian dài không bị đau. Đấy. Có nhiều anh em hỏi sao cái này đội lên đầu nhìn thấy kỳ quá ha. Nhưng mà thực sự nó đội lên đầu nó nhẹ hơn so với anh em đội lên trán. Đội lên trán chúng ta sẽ dễ bị nhức đầu hơn. Tại vì trên trán nó cảm giác nó sẽ gịch cái trán ra xuống. Còn đây thì đội giống như ta đội nón mũ hiểm mà nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thì cái đèn này chưa tới nửa ký, chưa tới 500 gram đó anh em. Thì đội lên khá là nhẹ nha, cầm bên tay cũng êm lắm, không có bị cấn ha. Rồi, cái phần khoen của nó xung quanh nè, để chúng ta phải móc dây vào.
Và ở đây có phần kết cấu của đèn báo pin nha, 25, 50, 75, 100% để giúp chúng ta biết được cái thời lượng chúng ta cần phải sạc lúc nào. Rồi, có một cái phần ron này để chúng ta có thể sạc, cổng sạc vào khá ấn tượng nha, có hai chấu âm dương. Và khi sạc xong anh em nhớ là đậy nó lại để tránh trường hợp mưa đó ha. Đấy, đây là cái rắc của nó nè anh em, thấy không? Khi ghim vào đúng hướng thì nó mới vô được nha. Có một phần lõm vào đó, rất là ấn tượng. Rồi, thì cái phần sạc thì chúng ta phải vô qua chỗ này ha. Rồi đến nói đến cái phần khác nha anh em. Rồi, đến cái phần cái nút nguồn. Nó có hai nút nguồn cho anh em, tại vì tùy anh em thuận tay trái hoặc tay phải. Đấy, chúng ta nhấn nút nào cũng được, nó làm chúng ta hai nút luôn. Rất là tiện dụng. Nhiều khi chúng ta để bên phải mà tay chúng ta tay trái chúng ta đang rảnh á, chúng ta không có làm được á, thì chúng ta phải đổi giữa hai cái tay, thì hai nút này đó đổi qua đổi lại vẫn được nha. Rồi, cái phần này bằng cũng bằng nhựa luôn. Phụ dây nối giữa cái đèn và cái thân bằng một cái cọng cáp. Cáp này được sử dụng một cái ron bảo vệ luôn để chống nước, kháng nước khá là tốt, đi mưa thoải mái luôn. Ở đây là hai cái nút cũng là bằng cái ron cao su. Bọc cao su gần như là kín 100% luôn, tránh trường hợp chúng ta để bị mưa vào làm hư cái đèn mạch đèn ha. Và cái nguyên khối pin này đúc luôn, nó không có chỗ để tháo pin ra. Nếu tháo được thì anh em phải dùng cái kỹ thuật khác ha. Những anh em mà thợ thì mới tháo được cái pin này ra. Tức là mình phải tháo cái phần nhựa đệm này nè, sau đó chúng ta tháo cái phần bên trong nó ra nữa chúng ta mới thay pin. Mà mình nghĩ là cái đèn này sử dụng chắc 2-3 năm cũng không vấn đề gì đâu ha. Rất là chất lượng luôn, được anh em khá là khen. Và chó đèn này mình thấy là ấn tượng, cái chó đèn mình cầm cảm thấy mát cái tay liền. Tại sao? Tại vì nó tản nhiệt tốt để khi chúng ta sử dụng công suất lớn nó không bị nóng ha. Đó là tại sao cái chó đèn nó bằng kim loại luôn, nhôm luôn, nguyên khói luôn ha. Khá là hay. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử ánh sáng nha. Đầu tiên chúng ta thấy ánh sáng nè, nó có hai nguồn ánh sáng. Một nguồn tỏa xung quanh á, nó nhẹ, và một nguồn gơm á, phía xa. Đó, phía xa gì đấy chúng ta có thể rọi xa ở bên kia sông á, vẫn thấy được. Đấy, hai vùng ánh sáng này tiện dụng. Anh em không cần phải sử dụng zoom gì hết, chỉ cần một cái đèn thôi, vừa có thể rọi gần và vừa có thể chiếu xa luôn. Ít có cái đèn nào có khả năng như vậy, và có thể là cảnh báo luôn, để giúp chúng ta trong trường hợp mà có những điều kiện dạng như cần sự cảnh báo hay là đèn cứu hộ hay gì đó, gắn filter lọc xanh vào và chớp tắt thì chúng ta sẽ được mọi người hỗ trợ. Khá là hay ha. Chớp tắt cũng hai chế độ luôn, chớp tắt nhanh và chớp tắt chậm luôn. Đấy, anh em có thể tiện dụng sử dụng rất là nhiều trường hợp luôn. Thấy không? Đó. Nói chung cái đèn này mình đánh giá là khoảng 9.5 điểm nha. Đấy, bây giờ mình sẽ test thử trong phòng của mình nha. Mình trong trường hợp mình để ánh sáng yếu nè, và mình sẽ mở nguồn xem nó như thế nào ha. Ok, mình sẽ nhấn thử anh em xem nha. Ánh sáng mạnh nhất của nó nè. Wow, hai nguồn ánh sáng ha, chiếu gần và chiếu xa luôn, không cần cái zoom đèn nữa. Chúng ta không cần zoom. Và ở đây mình phòng khách của tiệm áo cưới của mình nè ha. Bây giờ mình zoom vào cái đèn trần nè, không anh thấy nó mạnh đến mức mà những cái hạt đèn ấy, những hạt đá nó chiếu ngược lên trần nè, thấy không? Đó, cái nguồn ánh sáng là zoom nó chiếu xa đó, nó rất là mạnh luôn. Đấy, khi mình chiếu đến đâu thì mình cái hầu như là mất luôn chi tiết đến đó, bởi vì nó mạnh quá là mất hẳn chi tiết những cái phần nó rọi vào ha. Đấy, khi mình chiếu lên đèn thì cái đèn lại ngược lại, phát sáng ngược lại thành những cái hạt lung linh ống ánh, rất là hay nha. Đây là mình không có dùng hiệu ứng nha anh em. Đấy, mình chiếu vào thì tự nó phát sáng ra thôi, rất là ảo diệu nha. Đấy, cái đèn nó mạnh đến mức như vậy thì hỏi anh em đi xà lan được, đi thoải mái ha. Và có thể anh em có thể mua chốt đơn ở góc ở dưới đường bình luận á, anh em có thể mua được đúng hàng chính hãng và có thể đảm bảo chất lượng. Và có hai cái nguồn mua là mua từ Lazada hoặc mua từ TikTok Shop, thì mình nghĩ anh em có thể lựa chọn được nha.